Bộ phim Người thầy nhân hậu. Vui có một lòng trung lẫn hiếu, mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen. Bui là tiếng cổ, nghĩa là chỉ. Trong bài thơ dùng từ bui có, tức là chỉ có. Chỉ có một lòng trung với nước và một đời hiếu thuận cùng cha mẹ. Các trò đã hiểu đến đây chưa? Hoàng Thanh, ngài thi đang cận kề, sao trò lại lơ là như thế? Thầy vừa nói đến đâu rồi? Bẩm thầy, lần thi này con xin khất đến sang năm, xin thầy không trách phạt. Trời đất, bỏ công ôn luyện cả năm trời, bảo bỏ là bỏ sao? Hoàng Thanh nổi tiếng chăm học, sao lại nhục chí thế này? Thế còn hổ danh là học trò của thầy Xiển Bột nữa không chứ? Đã có chuyện gì hay sao mà lại bỏ dở chuyện thi cử thế kia? Bẩm thầy, hoàn cảnh gia đình con khó khăn, mẹ đang bệnh nặng nằm nhà. Con không thể nào yên tâm mà lên kinh ứng thí. Thi nhưng tâm không tịnh, đỗ đạt chữ hiếu cũng không tròn. Xin thầy hãy hiểu cho gia cảnh của con. Trò hãy nhìn lên bảng nghe những lời bộc bạch của bậc thi sĩ đã đi trước chúng ta. Bui có một lòng trung lẫn hiếu, mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen. Chỉ có một lòng trung với nước, hiếu với cha mẹ. Dù có mài đi cũng chẳng khuyết, có nhuộm đi cũng chẳng đen. Chữ hiếu của trò luôn ở đây, cớ gì lại chưa tròn? Ta từ nhỏ đến khi làm thầy, sống bằng nghề bốc thuốc. Bệnh tình của mẹ trò ta sẽ sắp xếp ghé qua. Cả làng Hoàng Bột này không thiếu tình người để san sẻ chăm nom mẹ của sĩ tử. Trò đã hiểu thưa thầy, ơn thầy dạy dỗ, đời này khắc sâu. Là Hoàng Thanh đấy, cậu ấy đổ quan rồi, đúng là niềm tự hào của làng Hoàng Bột mà. Thầy Xiển Bột dạy học trò khéo thật, không hổ danh là chắc của Trạng Quỳnh. Không những thông minh điềm tĩnh, còn có tâm để luyện nhân tài. Phải đấy, đúng là thầy nào thì trò nấy. Công thầy dạy dỗ sớm hơn, nay con đã thành tài. Xin thầy nhận của con một lại tạ ơn. Nhờ thầy qua lại trong năm mà bà già này được chứng kiến con mình thành danh trở về. Ơn thầy lớn qua, biết lấy gì mà trả lại. Mời chị đứng lên để tôi được yên dạ. Tôi đã làm được gì đâu. Cháu đây có chí luyện thành nhân, đó là phước đức của mẹ. Hàng xóm với nhau, có qua thăm hỏi mới trọn nghĩa tình. Xin chị đừng khách sáo như thế. Ngày mai con mổ lợn tiếp đãi dân làng, xin phép được mời thầy ghé qua nhà chung vui cùng học trò. Qua chứ, thầy trò ta sẽ chè chén chung vui mừng tân quan huyện nhậm chức. Chúc mừng quan huyện của chúng ta. Chúc mừng, hôm nay không sai không về. Cung kính thầy, để tỏ lòng biết ơn. Tuy khổ cực để đỗ đạt thành quan, nhưng lại gian truân hơn để giữ mình liêm khiết. Mong trò luôn giữ được tâm tính thiện lành. Từ ngày có Xiển Bột, dân làng chúng ta không sợ bọn tham quan nữa. Xiển đây luôn khôn khéo để đối phó bọn chúng. Chẳng hay nay ngày vui, cổ lớn mừng trò thành danh, thầy Xiển Bột có thể viết mấy chữ để chúng tôi được mở mang tầm mắt ạ. Phải đấy, nghe danh thầy đã lâu, chưa bao giờ có cơ hội được thấy thầy cho chữ. Đề cho quan huyện vài chữ ghi dấu đi thầy. Được chứ, nhưng ngày vui hôm nay ta có 4 chữ quý giá dành tặng Hoàng Thanh, xem như là hòa mừng học trò. Thượng đẳng tối linh. Hay, hay quá. Chữ viết của thầy rất đẹp, đúng là 4 chữ quý giá. Quý hóa quá, được quan phủ ghé thăm. Xin phép tôi được mời đại nhân chén rượu nhân ngày ra mắt. Tân quan huyện cứ khách khí, ta đây nổi tiếng dễ tính, lại thân thiện với các quan vừa về nhậm chức. Chỉ cần không xê dịch nguyên tắc đã đặt ra, lâu dài chúng ta còn chuyện trò cùng nhau ấy mà. Quan phủ này nổi tiếng tộc mạch và tham lam. Hôm nay hắn đến đây chắc chắn không phải có ý tốt đẹp gì. Thượng đẳng tối linh. Trời đất, người dám xưng mình là thượng đẳng sao? Đúng là ảo tưởng địa vị mà. Có chuyện gì không phải? Xin đại nhân chỉ dạy ạ. Đúng là tên quan huyện to gan, vừa mới lên một chức nhỏ đã nghĩ mình là bậc trên rồi ư? Đây, ranh ranh là thượng đẳng, chẳng khác nào ngươi muốn làm bề trên của tất cả mọi người. Ôi không, tôi nào có ý đó. Xin đại nhân thương tình bỏ qua. Tôi cái gì? Ta nói cho người biết, chỉ có hoàng thượng mới được dùng từ thượng đẳng trong thiên triều. Người tự ý xưng bề trên, chẳng khác nào là tội phạm thượng, đáng bị đem ra chém đầu. Xin đại nhân tha tội cho tôi. Tôi còn mẹ già cần phụng dưỡng. Vốn dĩ đây chính là bức trướng tôi được thầy Xiển Bột viết tặng. Tôi nhận món quà mừng, nào dám xuyên tạc vị trí mà vỗ ngực xưng tên. Tôi ngu ngốc, chưa hiểu rõ con chữ. Đại nhân xem xét mà tha tội cho. Là tên Xiển Bột ư? Kẻ hay chiêu trò châm biếm quan lại à? Khá khen cho tên Xiển Bột láo cá này. Thôi được, nghĩ tình ngươi mới về nhậm chức, lại thêm bản tính thật thà, ta thương tình mà không trình bức trướng này lên hoàng thượng. Nhưng bù lại, Xiển Bột phải quỳ dưới chân ta mà nhận tội. Hứa từ đây không được động chạm quan lại, dọn đường cho chúng ta làm ăn. Hả? Sao cơ? Chuyện này... Thưa quan phủ, chẳng hay tôi đã phạm điều chi? Người tự xưng trò là thượng đẳng, còn mạnh miệng lớn tiếng ư? Mang danh là chắc của Trạng Quỳnh, lại nghĩ mình là bề trên của thiên hạ. Thật là nực cười. Còn không mau quỳ xuống chân ta mà nhận lỗi. Dạ bẩm quan, thượng đẳng quả thật là bề trên. Đấy đấy, thấy chưa? Thế chẳng khác nào phản nghịch. Học trò ngươi với chức quan nhỏ lẻ thì bề trên của ai cơ chứ? Thế còn tối linh, thưa quan. Hả? Tối linh là cái gì? Đã thượng đẳng, tại sao còn tối linh? Ngươi đừng có ở đó chống chế. Dạ bẩm quan, thượng đẳng nghĩa là bậc trên, còn tối linh nghĩa là lính tôi. Anh này tuy đỗ làm quan, thế là bậc trên của tôi, nhưng dù sao cũng là học trò nên vẫn là lính tôi mà thôi. Tôi đề 4 chữ như thế thì cớ gì mà phản nghịch, thưa quan. Hả? Cũng được sao? Thầy đề quá chuẩn rồi ạ. Thì ta chỉ thử hai thầy trò thôi mà. Đúng là không hổ danh Xiển Bột, văn hay chữ tốt. Hôm nay ta được tận mắt chứng kiến. Cũng tối muộn, không sớm lành gì. Ta... Morfran, con hãy chơi ở đây nhé. Mẹ vào rừng tìm thuốc một lát sẽ quay lại ngay. Hãy chăm sóc cho cậu chủ cẩn thận đấy nhé. Dạ thưa nữ thần Ceridwen, con biết rồi ạ. Tránh ra, mau tránh ra. Đứa trẻ ngu ngốc này, sao thấy ngựa phi tới mà không tránh hả? Xin lỗi nữ thần Epona, đây là con trai của nữ thần Ceridwen, xin thần đừng trách tội. Hóa ra nó là đứa con trai ngốc của nữ thần Ceridwen sao? Lời đồn quả không sai, con trai của nữ thần Ceridwen là một đứa bé thiểu năng trí tuệ. Ôi trời, nhìn cái bộ dạng ngây ngốc của nó kìa. Mẹ thì là nữ thần trí tuệ, có khả năng tiên tri và tài nấu thuốc, vậy mà lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như thế này. Đúng là trò nực cười. Có chuyện gì vậy? Nữ thần Ceridwen đấy ư? Nữ thần Epona, có chuyện gì với con tôi vậy? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, gặp cậu bé này hỏi ra mới biết đây là con trai của người. Tôi vừa nghe thấy cô nói con trai tôi là đứa thiểu năng trí tuệ. Đâu có, chắc là nữ thần nghe nhầm rồi. Cậu bé này trông kháu khỉnh vậy mà. Đừng lươn lẹo trước mặt tôi, Epona. Cô phải xin lỗi con tôi ngay. Cô nói gì? Tôi phải đi xin lỗi đứa bé này sao? Đúng thế. Cô đã xúc phạm con tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thật nực cười. Không đời nào một nữ thần như tôi lại hạ mình đi xin lỗi một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa, tôi nào có nói gì sai. Con trai cô đúng là một đứa bé ngốc nghếch. Cô nhìn dáng vẻ của nó đi, ngây ngây dại dại. Một nữ thần trí tuệ như cô đây lại sinh ra đứa bé thế này, quả là đáng thương. Nếu muốn bảo vệ con mình thì cô hãy mang nó về nhà trông chừng cho cẩn thận. Đừng cho nó ra ngoài, người khác thấy sẽ cười cho đấy. Epona, cô, sao cô dám? Tôi có gì mà không dám chứ. Không có thời gian ở đây phí lời với mẹ con cô. Epona, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Bảo người trông chừng con trai ta, việc nhỏ như vậy cũng không làm được, đúng là ăn hại. Xin nữ thần tha tội, từ sau con không dám như thế nữa. Ta sẽ không để bất cứ ai khinh thường con trai ta. Ta có việc này giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành. Dân, xin nữ thần cứ giao phó ạ. Đi theo ta. Ta không thể để cho con trai ta bị khinh rẻ. Ta đã nghĩ ra một bài thuốc để giúp nó trở nên thông minh. Gwion, nhiệm vụ của ngươi là trong 1 năm lẻ 1 ngày, hãy canh giữ nồi thuốc này cho ta. 1 năm lẻ 1 ngày ấy ạ? Chứ sao nữa, ngươi sẽ phải ngày đêm canh giữ ngọn lửa và liên tục khuấy nồi thuốc này. Con sẽ trông chừng vạt thuốc này cả ngày lẫn đêm suốt hơn 1 năm sao ạ? Chỉ có một mình con sẽ không đủ sức đâu ạ. Ta sẽ cho ngươi một loại thuốc đặc biệt mà ta đã điều chế. Uống nó rồi thì ngươi sẽ không cần ngủ cũng không cần ăn nữa. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Ngươi tuyệt đối không được mắc một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không thể giữ được đâu. Hãy nấu đi hỡi vạc thần Awen của ta. Hãy nấu ra thứ thuốc thần giúp con trai ta trở nên thông minh và khỏe mạnh. Hãy ở lại đây trông chừng. Để giữ bí mật, ngươi không được rời khỏi căn nhà này nếu không có lệnh của ta. Con nhớ rồi ạ. Mỗi tuần ta sẽ đến đây 1 lần để xem xét mọi việc. Nếu thấy vạc thuốc xuất hiện điều gì lạ, phải báo lại với ta ngay. Dân, con biết rồi ạ. Cứ khuấy như vậy, đến khi nào mới hết 1 năm lẻ 1 ngày đây? Mình sẽ buồn chán đến chết mất thôi. Nhưng nữ thần Ceridwen đã hạ lệnh, mình có thể không nghe theo sao? Gwion, mày phải cố lên. 1 năm lẻ 1 ngày sẽ qua nhanh thôi. Gần 1 năm sau. Chỉ còn 1 tuần nữa là đủ 1 năm lẻ 1 ngày. Mình sắp được ra khỏi căn phòng này rồi. Đợi thuốc nấu xong, mình nhất định sẽ xin nữ thần Ceridwen cho mình được đi dạo chơi vài ngày. Bỏ công những ngày qua phải chôn chân ở đây cực khổ khuấy vạt thuốc này. Ồ, sao tự nhiên lại có 3 giọt màu xanh nổi lên thế này? Đây là gì vậy? Ôi, may quá, 3 giọt thuốc này không làm mình bị bỏng. Nhưng đây là gì nhỉ? Sao thuốc lại có màu lạ thế này? Không biết thứ thuốc này có mùi vị như thế nào nhỉ? Nữ thần Ceridwen đã tốn công như vậy thì hẳn đây phải là thứ thuốc tốt lắm. Hay là mình thử một chút xem sao? Dù sao cũng còn cả vạt thuốc cơ mà. Mình chỉ thử 3 giọt thuốc này thôi, chắc cũng không sao đâu. Nữ thần làm sao mà biết được? Cũng đâu có mùi vị gì đặc biệt lắm đâu. Chắc là do thuốc chưa được nấu xong. Thôi thì lại nấu thuốc tiếp vậy. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là xong rồi. Mấy ngày sau. Sao lạ thế nhỉ? Lẽ ra vạt thuốc phải chuyển thành màu xanh như 3 giọt thuốc hôm trước, chứ sao ngày càng đen ngòm thế này, và còn bốc ra mùi hôi khó chịu nữa. Nếu thấy vạc thuốc xuất hiện hiện tượng lạ gì, phải báo lại với ta ngay. Thôi chết, có khi nào mình đã làm sai ở đâu khiến vạc thuốc bị hỏng rồi không? Nếu nữ thần đến thì mình biết phải làm sao đây. Bà ấy sẽ không bỏ qua cho mình. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Người tuyệt đối không được mắc một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của người sẽ không giữ được đâu. Không được rồi, nữ thần sẽ giết mình mất. Mình không thể ở đây được nữa. Mình phải trốn ngay trước khi bà ấy đến đây. Mình không thể để nữ thần Ceridwen bắt được. Mình chắc chắn sẽ mất mạng. Mày phải cố mà chạy đi, Gwion. Gwion, kẻ phản bội, người đứng lại cho ta. Không, không, bà ấy đến rồi. Gwion ơi, mày phải làm sao đây? Ngươi sẽ không thoát khỏi ta được đâu. Thằng nhãi nhép khốn kiếp kia uống được 3 giọt thuốc tinh túy nhất, nó đã trở nên thông minh và nhanh nhẹn khác hẳn. Dù ngươi có biến hóa thế nào cũng không chạy trốn được đâu. Ta sẽ băm vằm ngươi vì đã dám lén uống mất những giọt thuốc quý giá mà ta đã cất công cả năm trời mới có được. Thằng nhãi, ngươi không thể chạy nổi nữa hả? Ngươi ẩn mình trong đám sâu này chứ gì? Chút phép thuật cỏn con này mà định qua mặt nữ thần ta đây sao? Ngươi nhất định phải trả giá cho sai lầm của mình. Cả vạc thuốc của ta nấu cả năm trời chỉ tạo ra được 3 giọt thuốc, vậy mà ngươi dám uống mất. Ngươi có biết 3 giọt thuốc đó quý giá cỡ nào không? Những loại thảo dược để nấu thuốc đều là thứ hiếm có trên đời, dù cất công cũng chưa chắc đã tìm được. Ta đã mất mấy năm trời mới tìm đủ số thuốc đó, lại mất cả 1 năm trời nấu thuốc mới có được 3 giọt thuốc ấy để dành cho con trai ta. Thế mà ngươi lại dám uống mất. Ta bắt ngươi phải đền mạng. Mười tháng sau. Sau khi ăn hết đám sâu lạ, nữ thần đã mang thai, và 10 tháng sau bà đã sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Gwion, ta biết đứa trẻ này là ngươi. Nhờ uống 3 giọt thuốc của ta mà ngươi đã có khả năng tái sinh. Tuy ta đã sinh ra ngươi, nhưng ta vẫn không thể quên được chính ngươi là kẻ đã trộm mất 3 giọt thuốc mà ta đã cất công chuẩn bị mới có được cho con trai ta. Ta không thể tha thứ cho ngươi, càng không thể nuôi dưỡng ngươi như con của ta. Nhưng ta cũng không muốn giết hại ngươi. Thôi thì sống hay chết, hãy để cho số phận của ngươi quyết định. Đừng trách ta. Nếu như ngươi không gây ra lỗi lầm ngày đó, thì ta và ngươi đã không có kết cục ngày hôm nay. Sau khi bị thả trôi theo dòng nước, đứa trẻ đã may mắn được cứu sống, và sau này đã trở thành nhà thơ nổi tiếng, được coi là nhà thơ vĩ đại nhất của thế giới, nhà thơ Taliesin. Chà chà, mình ngủ một giấc thật dài, xung quanh vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ cả. Chào tảng đá, cháu đã ngủ cũng được vài năm rồi đấy chứ? Vâng, cháu chào bác. Mấy năm chứ mấy chục năm thì vẫn vậy bác nhỉ. Lần nào cháu thức dậy, xung quanh vẫn y như cũ. Là cháu thấy vậy thôi, chứ bác thấy ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều điều thú vị mà. Ô dào, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, xung quanh thì vắng lặng, chán chết à. Cháu có thể thuộc lòng vị trí từng nhánh cây ngọn cỏ ở đây mất ấy ạ. Cuộc sống của cháu ngày qua ngày thật là vô vị. Chỗ bờ sau mấy con thuyền có nhiều đồ lạ quá nhỉ. Đó là thuyền buôn mà. Con thuyền đó đi khắp nơi và chở theo nhiều hàng hóa đó. Kìa, các bạn chim, Các bạn vừa nói ở đâu có gì hay cơ? Chúng mình vừa đằng chỗ bờ sông trở về. Đúng vậy, ở đó thích lắm. Có rất nhiều thứ lần đầu tiên chúng tớ được nhìn thấy. Ôi, ước gì mình cũng được ra đó. Ừ, những bạn chim nhỏ có đôi cánh bay đây bay đó cũng biết được nhiều chuyện trên đời. Còn như bác với cả tảng đá thì chỉ biết quanh đây thôi à. Bác cổ thụ à, cháu cũng muốn được đi đây đi đó quá. Ôi trời, cháu đừng mơ mộng suy nghĩ hão huyền. Cháu là tảng đá, phải bám vào vách núi thế kia thì đi đâu được. Cháu sẽ dứt ra, lăn xuống chân núi và đi ra phía bờ sông. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Bác sống bao nhiêu năm, chưa thấy tảng đá nào lại rời đi như vậy cả. Đừng quá liều lĩnh như vậy, cứ ở lại đây. Ngày ngày nghe đàn chim đi đây đó kể chuyện cũng được mà. Cháu nhìn xuống dưới vách núi kìa, từ trên cao này mà lăn xuống rồi có khi vỡ tan tành như chơi vậy. Úi chà, cũng cao thật đó bác. Hãy nghe lời bác đi. Thà cứ ở đây quanh năm suốt tháng, cuộc sống yên bình biết bao. Còn đòi hỏi gì nữa cháu? Cháu quyết định rồi ạ. Nhất định cháu sẽ phải mở mang tầm mắt, chứ không muốn ở mãi một chỗ như thế này. Cháu muốn tận mắt thấy mọi thứ, chứ không phải chỉ nghe kể như vậy nữa. Bác cổ thụ ơi, cháu đi đây ạ. Có dịp cháu sẽ về lại thăm bác nhé. Ôi, ôi, đau quá, đau quá đi mất. À, ô, mình đã tới bờ sông rồi này. Ôi, mình đau đớn khắp cả người rồi. Nhưng ít ra mình đã có bộ áo mới sáng sủa hơn rồi. Ai chà, giờ dừng lại mới thấy thật đau đớn. Biết bao mảnh đá trên người mình đã vỡ nát ra khi mình lăn đi mà. Thôi, không sao. Dù gì thì mình cũng làm được điều mình mong muốn mà. Xem kìa, kia là con người mà các bạn chim vẫn hay kể cho mình nghe ư? Họ lái những con thuyền đầy hàng hóa đi khắp nơi. Thích thật đó. Đúng là có đau đớn thật, nhưng mình cũng đã được đền đáp bằng vẻ đẹp tuyệt vời kia. Wow, ở đây có hẳn 2 mặt trăng. Thích quá. Xin chào, bạn mới tới đây phải không? Ồ, chào bạn. Đúng là tôi mới tới đây. Ở đây thật tuyệt quá. Trước kia tôi ở trên núi bao nhiêu năm qua chẳng biết gì nhiều. Nay đi một chuyến mà thật là thấy được rất nhiều điều thú vị. Ừ, đúng là ở mãi trên núi thì không thể biết được nhiều nơi, nhưng thế giới còn rộng lớn hơn con sông này nhiều. Thật vậy sao? Tôi muốn đi khắp mọi nơi, được nhìn ngắm mọi thứ. Bạn cá ơi, hãy chỉ đường cho tôi với. Bạn cứ đi xuôi theo con sông này sẽ ra được biển lớn. Trên đường đi sẽ có nhiều làng mạc và cảnh vật sinh động lắm. Và khi ra biển lớn rồi, bạn sẽ được thấy đại dương mênh mông nữa. Được, vậy thì sáng mai tôi sẽ lên đường. Dù chỉ một lần, tôi cũng muốn nhìn thấy mặt biển xem có đẹp như bạn nói không. Đau quá. Trời, mà mỗi lần lăn đi như thế này, mình lại bị vỡ đi từng mảnh nhỏ. Thật đau đớn. Nếu cứ lăn đi thế này, mình sẽ vỡ vụn ra mất. Nhưng nhìn xem, dù có đau đớn và vỡ ra, nhưng những cảnh vật xung quanh thật sinh động và đáng giá. Chúng thật tuyệt vời. Chẳng phải lúc trước chính mình là muốn rời đi để ngắm nhìn thế giới đó sao? Giờ chỉ vì một chút đau đớn mà lại e sợ sao? Không đâu, mình sẽ đi ra biển lớn. Nào, lên đường tiếp thôi. Wow, đẹp quá. Chà chà, mình đã đi được chặng đường kha khá rồi. Đúng là tầm mắt mình đã được mở mang rất nhiều. Chỉ tiếc là mình lại bé đi, còn lại có thế này. Cái gì kia? Cái xe kia sẽ nghiền nát mình mất. Trời ơi! Ồ, đây là mình sao? Xem này, mình đã dở dụng thành bụi và bay được trong gió. Chịu đau đớn khi xe nghiền đi qua, rồi giờ mình lại bay lên được thế này thì cũng đáng đó chứ. Nào, giờ thì phiêu lưu tiếp thôi. Cuối cùng mình cũng ra đến biển lớn rồi. Wow, xem kìa, biển cả với những con sóng lăn tăn và thật rộng lớn. Đến cả trong mơ mình cũng chưa từng có giấc mơ đẹp đẽ như vậy. Chà, y cảnh vật cũng đã ngắm đủ. Giờ mình lại bay được theo gió thỏa thích thế này thì mình phải kể cho bác cổ thụ nghe mọi chuyện mới được. Rồi sau đó mình sẽ lại đi chu du tiếp. Bác cổ thụ ơi, cháu đã trở về rồi đấy. Ai gọi mình vậy? Rõ ràng có tiếng gọi mình mà. Là cháu, là tảng đá năm xưa ở bên cạnh bác đây ạ. Ôi trời, là tảng đá cháu đó sao? Sao giờ cháu lại thành đám bụi nhỏ thế này? Bác đã bảo với cháu rồi mà cháu không nghe ư? Cháu rất vui bác ạ. Dù trải qua hành trình, cháu không còn giữ được hình dáng năm xưa, nhưng cháu đã can đảm để thực hiện được ước mơ của mình. Cháu đã theo ngọn gió để về đây kể cho bác nghe về chuyến đi của cháu đấy. Vậy là sau khi lăn đến bờ biển, tảng đá ngày nào cũng đã vỡ vụn ra thành đám bụi nhỏ. Thế nhưng nó rất hạnh phúc vì đã được ngắm nhìn thế giới. Sau khi ngắm biển lớn rồi, nó bay nhẹ trong gió, trở về bên bác cây cổ thụ, kể về những thứ đã chứng kiến và rồi lại bay đi. Bác cổ thụ rất vui vì hòn đá đã thực hiện được ước mơ của mình. Dù không còn to lớn như xưa, nhưng nó đã biết rất nhiều thứ. Bộ phim Người thầy nhân hậu. Vui có một lòng trung lẫn hiếu, mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen. Bui là tiếng cổ, nghĩa là chỉ. Trong bài thơ dùng từ bui có, tức là chỉ có. Chỉ có một lòng trung với nước và một đời hiếu thuận cùng cha mẹ. Các trò đã hiểu đến đây chưa? Hoàng Thanh, ngài thi đang cận kề, sao trò lại lơ là như thế? Thầy vừa nói đến đâu rồi? Bẩm thầy, lần thi này con xin khất đến sang năm, xin thầy không trách phạt. Trời đất, bỏ công ôn luyện cả năm trời, bảo bỏ là bỏ sao? Hoàng Thanh nổi tiếng chăm học, sao lại nhục chí thế này? Thế còn hổ danh là học trò của thầy Xiển Bột nữa không chứ? Đã có chuyện gì hay sao mà lại bỏ dở chuyện thi cử thế kia? Bẩm thầy, hoàn cảnh gia đình con khó khăn, mẹ đang bệnh nặng nằm nhà. Con không thể nào yên tâm mà lên kinh ứng thí. Thi nhưng tâm không tịnh, đỗ đạt chữ hiếu cũng không tròn. Xin thầy hãy hiểu cho gia cảnh của con. Trò hãy nhìn lên bảng nghe những lời bộc bạch của bậc thi sĩ đã đi trước chúng ta. Bui có một lòng trung lẫn hiếu, mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen. Chỉ có một lòng trung với nước, hiếu với cha mẹ. Dù có mài đi cũng chẳng khuyết, có nhuộm đi cũng chẳng đen. Chữ hiếu của trò luôn ở đây, cớ gì lại chưa tròn? Ta từ nhỏ đến khi lập thầy, sống bằng nghề bốc thuốc. Bệnh tình của mẹ trò ta sẽ sắp xếp ghé qua. Cả làng Hoàng Bột này không thiếu tình người để san sẻ chăm nom mẹ của sĩ tử. Trò đã hiểu thưa thầy, ơn thầy dạy dỗ, đời này khắc sâu. Là Hoàng Thanh đấy, cậu ấy đổ quan rồi. Đúng là niềm tự hào của làng Hoàng Bột mà. Thầy Xiển Bột dạy học trò khéo thật, không hổ danh là chắc của Trạng Quỳnh. Không những thông minh điềm tĩnh, còn có tâm để luyện nhân tài. Phải đấy, đúng là thầy nào thì trò nấy. Công thầy dạy dỗ sớm hơn, nay con đã thành tài. Xin thầy nhận của con một lại tạ ơn. Nhờ thầy qua lại trong năm mà bà già này được chứng kiến con mình thành danh trở về. Ơn thầy lớn qua, biết lấy gì mà trả lại. Mời chị đứng lên để tôi được yên dạ. Tôi đã làm được gì đâu. Cháu đây có chí luyện thành nhân, đó là phước đức của mẹ. Hàng xóm với nhau, có qua thăm hỏi mới trọn nghĩa tình. Xin chị đừng khách sáo như thế. Ngày mai, con mẫu lợn tiếp đãi dân làng. Xin phép được mời thầy ghé qua nhà, chung vui cùng học trò. Qua chứ, thầy trò ta sẽ chè chén, chung vui mừng tân quan huyện nhậm chức. Chúc mừng quan huyện của chúng ta. Chúc mừng, hôm nay không sai không về. Cung kính thầy, để tỏ lòng biết ơn. Tuy khổ cực để đỗ đạt thành quan, nhưng lại gian truân hơn để giữ mình liêm khiết. Mong trò luôn giữ được tâm tính thiện lành. Từ ngày có Xiển Bột, dân làng chúng ta không sợ bọn tham quan nữa. Xiển đây luôn khôn khéo để đối phó bọn chúng. Chẳng hay nay ngày vui, cổ lớn mừng trò thành danh, thầy Xiển Bột có thể viết mấy chữ để chúng tôi được mở mang tầm mắt à? Phải đấy, nghe danh thầy đã lâu, chưa bao giờ có cơ hội được thấy thầy cho chữ. Đề cho quan huyện vài chữ ghi dấu đi thầy. Được chứ, nhưng ngày vui hôm nay, ta có 4 chữ quý giá dành tặng Hoàng Thanh, xem như là quà mừng học trò. Thượng đẳng tối linh. Hay, hay quá. Chữ viết của thầy rất đẹp. Đúng là 4 chữ quý giá. Quý hóa quá, được quan phủ ghé thăm. Xin phép tôi được mời đại nhân chén rượu nhân ngày ra mắt. Tân quan huyện cứ khách khí. Ta đây nổi tiếng dễ tính, lại thân thiện với các quan vừa về nhậm chức. Chỉ cần không xê dịch nguyên tắc đã đặt ra, lâu dài chúng ta còn chuyện trò cùng nhau ấy mà. Quan phủ này nổi tiếng tộc mạch và tham lam. Hôm nay hắn đến đây chắc chắn không phải có ý tốt đẹp gì. Thượng đẳng tối linh. Trời đất, người dám xưng mình là thượng đẳng sao? Đúng là ảo tưởng địa vị mà. Có chuyện gì không phải, xin đại nhân chỉ dạy ạ. Đúng là tên quan huyện to gan, vừa mới lên một chức nhỏ đã nghĩ mình là bậc trên rồi ư? Đây, ranh ranh là thượng đẳng, chẳng khác nào ngươi muốn làm bề trên của tất cả mọi người. Ôi không, tôi nào có ý đó, xin đại nhân thương tình, bỏ qua. Tôi cái gì? Ta nói cho người biết, chỉ có hoàng thượng mới được dùng từ thượng đẳng trong thiên triều. Người tự ý xưng bề trên, chẳng khác nào là tội phạm thượng, đáng bị đem ra chém đầu. Xin đại nhân tha tội cho tôi. Tôi còn mẹ già cần phụng dưỡng. Vốn dĩ đây chính là bức trướng tôi được thầy Xiển Bột viết tặng. Tôi nhận món quà mừng, nào dám xuyên tạc vị trí mà vỗ ngực xưng tên. Tôi ngu ngốc, chưa hiểu rõ con chữ. Đại nhân xem xét mà tha tội cho. Là tên Xiển Bột ư? Kẻ hay chiêu trò châm biếm quan lại à? Khá khen cho tên Xiển Bột láo cá này. Thôi được, nghĩ tình ngươi mới về nhậm chức, lại thêm bản tính thật thà, ta thương tình mà không trình bức trướng này lên hoàng thượng. Nhưng bù lại, Xiển Bột phải quỳ dưới chân ta mà nhận tội. Hứa từ đây không được động chạm quan lại, dọn đường cho chúng ta làm ăn. Hả? Sao cơ? Chuyện này... Thưa quan phủ, chẳng hay tôi đã phạm điều chi? Người tự xưng trò là thượng đẳng, còn mạnh miệng lớn tiếng ư? Mang danh là chắc của Trạng Quỳnh, lại nghĩ mình là bề trên của thiên hạ. Thật là nực cười. Còn không mau quỳ xuống chân ta mà nhận lỗi. Dạ bẩm quan, thượng đẳng quả thực là bề trên. Đấy đấy, thấy chưa? Thế chẳng khác nào phản nghịch. Học trò ngươi với chức quan nhỏ lẻ thì bề trên của ai cơ chứ? Thế còn tối linh, thưa quan. Hả? Tối linh là cái gì? Đã thượng đẳng, tại sao còn tối linh? Ngươi đừng có ở đó chống chế. Dạ bẩm quan, thượng đẳng nghĩa là bậc trên, còn tối linh nghĩa là lính tôi. Anh này tuy đỗ làm quan, thế là bậc trên của tôi, nhưng dù sao cũng là học trò nên vẫn là lính tôi mà thôi. Tôi đề 4 chữ như thế thì cớ gì mà phản nghịch, thưa quan? Hả? Cũng được sao? Thầy đề quá chuẩn rồi ạ. Thì ta chỉ thử hai thầy trò thôi mà. Đúng là không hổ danh Xiển Bột, văn hay chữ tốt. Hôm nay ta được tận mắt chứng kiến. Cũng tối muộn, không sớm lành gì. Ta... Morfran, con hãy chơi ở đây nhé. Mẹ vào rừng tìm thuốc một lát sẽ quay lại ngay. Hãy chăm sóc cho cậu chủ cẩn thận đấy nhé. Dạ thưa nữ thần Ceridwen, con biết rồi ạ. Tránh ra, mau tránh ra. Đứa trẻ ngu ngốc này, sao thấy ngựa phi tới mà không tránh hả? Xin lỗi nữ thần Epona, đây là con trai của nữ thần Ceridwen, xin thần đừng trách tội. Hóa ra nó là đứa con trai ngốc của nữ thần Ceridwen sao? Lời đồn quả không sai, con trai của nữ thần Ceridwen là một đứa bé thiểu năng trí tuệ. Ôi trời, nhìn cái bộ dạng ngây ngốc của nó kìa. Mẹ thì là nữ thần trí tuệ, có khả năng tiên tri và tài nấu thuốc, vậy mà lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như thế này, đúng là trò nực cười. Có chuyện gì vậy? Nữ thần Ceridwen đấy ư? Nữ thần Epona, có chuyện gì với con tôi vậy? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, gặp cậu bé này, hỏi ra mới biết đây là con trai của người. Tôi vừa nghe thấy cô nói con trai tôi là đứa thiểu năng trí tuệ. Đâu có, chắc là nữ thần nghe nhầm rồi. Cậu bé này trông kháu khỉnh vậy mà. Đừng lươn lẹo trước mặt tôi, Epona. Cô phải xin lỗi con tôi ngay. Cô nói gì? Tôi phải đi xin lỗi đứa bé này sao? Đúng thế, cô đã xúc phạm con tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thật nực cười, không đời nào một nữ thần như tôi lại hạ mình đi xin lỗi một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa, tôi nào có nói gì sai. Con trai cô đúng là một đứa bé ngốc nghếch. Cô nhìn dáng vẻ của nó đi, ngây ngây dại dại. Một nữ thần trí tuệ như cô đây lại sinh ra đứa bé thế này, quả là đáng thương. Nếu muốn bảo vệ con mình thì cô hãy mang nó về nhà trông chừng cho cẩn thận. Đừng cho nó ra ngoài, người khác thấy sẽ cười cho đấy. Epona, cô, sao cô dám? Tôi có gì mà không dám chứ. Không có thời gian ở đây phí lời với mẹ con cô. Epona, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Bảo người trông chừng con trai ta, việc nhỏ như vậy cũng không làm được, đúng là ăn hại. Xin nữ thần tha tội, từ sau con không dám như thế nữa. Ta sẽ không để bất cứ ai khinh thường con trai ta. Ta có việc này giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành. Dân, xin nữ thần cứ giao phó ạ. Đi theo ta. Ta không thể để cho con trai ta bị khinh rẻ. Ta đã nghĩ ra một bài thuốc để giúp nó trở nên thông minh. Gwion, nhiệm vụ của ngươi là trong 1 năm lẻ 1 ngày, hãy canh giữ nồi thuốc này cho ta. 1 năm lẻ 1 ngày ấy ạ? Chứ sao nữa, ngươi sẽ phải ngày đêm canh giữ ngọn lửa và liên tục khuấy nồi thuốc này. Con sẽ trông chừng vạt thuốc này cả ngày lẫn đêm suốt hơn 1 năm sao ạ? Chỉ có một mình con sẽ không đủ sức đâu ạ. Ta sẽ cho ngươi một loại thuốc đặc biệt mà ta đã điều chế. Uống nó rồi thì ngươi sẽ không cần ngủ cũng không cần ăn nữa. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, ngươi tuyệt đối không được mắc một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không thể giữ được đâu. Hãy nấu đi hỡi vạc thần Awen của ta. Hãy nấu ra thứ thuốc thần giúp con trai ta trở nên thông minh và khỏe mạnh. Hãy ở lại đây trông chừng. Để giữ bí mật, ngươi không được rời khỏi căn nhà này nếu không có lệnh của ta. Con nhớ rồi ạ. Mỗi tuần ta sẽ đến đây một lần để xem xét mọi việc. Nếu thấy vạc thuốc xuất hiện điều gì lạ, phải báo lại với ta ngay. Vâng, con biết rồi ạ. Cứ khuấy như vậy, đến khi nào mới hết 1 năm lẻ 1 ngày đây? Mình sẽ buồn chán đến chết mất thôi. Nhưng nữ thần Ceridwen đã hạ lệnh, mình có thể không nghe theo sao? Gwion, mày phải cố lên. 1 năm lẻ 1 ngày sẽ qua nhanh thôi. Gần 1 năm sau. Chỉ còn 1 tuần nữa là đủ 1 năm lẻ 1 ngày. Mình sắp được ra khỏi căn phòng này rồi. Đợi thuốc nấu xong, mình nhất định sẽ xin nữ thần Ceridwen cho mình được đi dạo chơi vài ngày. Bỏ công những ngày qua phải chôn chân ở đây cực khổ khuấy vạt thuốc này. Ồ, sao tự nhiên lại có 3 giọt màu xanh nổi lên thế này? Đây là gì vậy? Ôi, may quá, 3 giọt thuốc này không làm mình bị bỏng. Nhưng đây là gì nhỉ? Sao thuốc lại có màu lạ thế này? Không biết thứ thuốc này có mùi vị như thế nào nhỉ? Nữ thần Ceridwen đã tốn công như vậy thì hẳn đây phải là thứ thuốc tốt lắm. Hay là mình thử một chút xem sao? Dù sao cũng còn cả vạt thuốc cơ mà. Mình chỉ thử 3 giọt thuốc này thôi, chắc cũng không sao đâu. Nữ thần làm sao mà biết được? Cũng đâu có mùi vị gì đặc biệt lắm đâu. Chắc là do thuốc chưa được nấu xong. Thôi thì lại nấu thuốc tiếp vậy. Cũng chỉ còn vài ngày nữa là xong rồi. Mấy ngày sau. Sao lạ thế nhỉ? Lẽ ra vạt thuốc phải chuyển thành màu xanh như 3 giọt thuốc hôm trước, chứ sao ngày càng đen ngòm thế này? Và còn bốc ra mùi hôi khó chịu nữa. Nếu thấy vạt thuốc xuất hiện hiện tượng lạ gì, phải báo lại với ta ngay. Thôi chết, có khi nào mình đã làm sai ở đâu khiến vạt thuốc bị hỏng rồi không? Nếu nữ thần đến thì mình biết phải làm sao đây. Bà ấy sẽ không bỏ qua cho mình. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Ngươi tuyệt đối không được mắc một lỗi nào, dù là nhỏ nhất. Nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ được đâu. Không được rồi, nữ thần sẽ giết mình mất. Mình không thể ở đây được nữa. Mình phải trốn ngay trước khi bà ấy đến đây. Mình không thể để nữ thần Ceridwen bắt được. Mình chắc chắn sẽ mất mạng. Mày phải cố mà chạy đi, Gwion. Gwion, kẻ phản bội, ngươi đứng lại cho ta. Không, không, bà ấy đến rồi. Gwion ơi, mày phải làm sao đây? Ngươi sẽ không thoát khỏi ta được đâu. Thằng nhãi nhép khốn kiếp kia uống được 3 giọt thuốc tinh túy nhất, nó đã trở nên thông minh và nhanh nhẹn khác hẳn. Dù ngươi có biến hóa thế nào cũng không chạy trốn được đâu. Ta sẽ băm vằm ngươi vì đã dám lén uống mất những giọt thuốc quý giá mà ta đã cất công cả năm trời mới có được. Thằng nhãi, ngươi không thể chạy nổi nữa hả? Ngươi ẩn mình trong đám sâu này chứ gì? Chút phép thuật cỏn con này mà định qua mặt nữ thần ta đây sao? Ngươi nhất định phải trả giá cho sai lầm của mình. Cả vạt thuốc của ta nấu cả năm trời chỉ tạo ra được 3 giọt thuốc, vậy mà ngươi dám uống mất. Ngươi có biết 3 giọt thuốc đó quý giá cỡ nào không? Những loại thảo dược để nấu thuốc đều là thứ hiếm có trên đời, dù cất công cũng chưa chắc đã tìm được. Ta đã mất mấy năm trời mới tìm đủ số thuốc đó, lại mất cả 1 năm trời nấu thuốc mới có được 3 giọt thuốc ấy để dành cho con trai ta. Thế mà ngươi lại dám uống mất. Ta bắt ngươi phải đền mạng. Mười tháng sau. Sau khi ăn hết đám sâu lạ, nữ thần đã mang thai. Và 10 tháng sau, bà đã sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Gwion, ta biết đứa trẻ này là ngươi. Nhờ uống 3 giọt thuốc của ta mà ngươi đã có khả năng tái sinh. Tuy ta đã sinh ra ngươi, nhưng ta vẫn không thể quên được chính ngươi là kẻ đã trộm mất 3 giọt thuốc mà ta đã cất công chuẩn bị mới có được cho con trai ta. Ta không thể tha thứ cho ngươi, càng không thể nuôi dưỡng ngươi như con của ta. Nhưng ta cũng không muốn giết hại ngươi. Thôi thì sống hay chết, hãy để cho số phận của ngươi quyết định. Đừng trách ta. Nếu như ngươi không gây ra lỗi lầm ngày đó, thì ta và ngươi đã không có kết cục ngày hôm nay. Sau khi bị thả trôi theo dòng nước, đứa trẻ đã may mắn được cứu sống và sau này đã trở thành nhà thơ nổi tiếng, được coi là nhà thơ vĩ đại nhất của thế giới, nhà thơ Taliesin. Chà chà, mình ngủ một giấc thật dài, xung quanh vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ cả. Chào tảng đá, cháu đã ngủ cũng được vài năm rồi đấy chứ? Vâng, cháu chào bác. Mấy năm chứ mấy chục năm thì vẫn vậy bác nhỉ. Lần nào cháu thức dậy, xung quanh vẫn y như cũ. Là cháu thấy vậy thôi, chứ bác thấy ở đây mỗi ngày đều có rất nhiều điều thú vị mà. Ôi dào, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, xung quanh thì vắng lặng, chán chết à. Cháu có thể thuộc lòng vị trí từng nhánh cây ngọn cỏ ở đây mất ấy ạ. Cuộc sống của cháu ngày qua ngày thật là vô vị. Chỗ bờ sông mấy con thuyền có nhiều đồ lạ quá nhỉ. Đó là thuyền buôn mà. Con thuyền đó đi khắp nơi và chở theo nhiều hàng quá đó. Kìa, các bạn chim, các bạn vừa nói ở đâu có gì hay cơ? Chúng mình vừa đằng chỗ bờ sông trở về. Đúng vậy, ở đó thích lắm, có rất nhiều thứ lần đầu tiên chúng tớ được nhìn thấy. Ôi, ước gì mình cũng được ra đó. Ừ, những bạn chim nhỏ có đôi cánh bay đây bay đó cũng biết được nhiều chuyện trên đời. Còn như bác với cả tảng đá thì chỉ biết quanh đây thôi à. Bác cổ thụ à, cháu cũng muốn được đi đây đi đó quá. Ôi trời, cháu đừng mơ mộng suy nghĩ hão huyền. Cháu là tảng đá, phải bám vào vách núi thế kia thì đi đâu được. Cháu sẽ dứt ra, lăn xuống chân núi và đi ra phía bờ sông. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Bác sống bao nhiêu năm, chưa thấy tảng đá nào lại rời đi như vậy cả. Đừng quá liều lĩnh như vậy, cứ ở lại đây. Ngày ngày nghe đàn chim đi đây đó kể chuyện cũng được mà. Cháu nhìn xuống dưới vách núi kìa, từ trên cao này mà lăn xuống rồi có khi vỡ tan tành như chơi vậy. Úi chà, cũng cao thật đó bác. Hãy nghe lời bác đi, thà cứ ở đây quanh năm suốt tháng, cuộc sống yên bình biết bao, còn đòi hỏi gì nữa cháu. Cháu quyết định rồi ạ. Nhất định cháu sẽ phải mở mang tầm mắt, chứ không muốn ở mãi một chỗ như thế này. Cháu muốn tận mắt thấy mọi thứ, chứ không phải chỉ nghe kể như vậy nữa. Bác cổ thụ ơi, cháu đi đây ạ. Có dịp cháu sẽ về lại thăm bác nhé. Ôi, ôi, đau quá đi mất. Ồ, mình đã tới bờ sông rồi này. Ôi, mình đau đớn khắp cả người rồi. Nhưng ít ra mình đã có bộ áo mới sáng sủa hơn rồi. Ai chà, giờ dừng lại mới thấy thật đau đớn. Biết bao mảnh đá trên người mình đã vỡ nát ra khi mình lăn đi mà. Thôi, không sao, dù gì thì mình cũng làm được điều mình mong muốn mà. Xem kìa, kia là con người mà các bạn chim vẫn hay kể cho mình nghe ư? Họ lái những con thuyền đầy hàng hóa đi khắp nơi. Thích thật đó. Đúng là có đau đớn thật, nhưng mình cũng đã được đền đáp bằng vẻ đẹp tuyệt vời kia. Wow, ở đây có hẳn 2 mặt trăng. Thích quá. Xin chào, bạn mới tới đây phải không? Ồ, chào bạn. Đúng là tôi mới tới đây. Ở đây thật tuyệt quá. Trước kia tôi ở trên núi, bao nhiêu năm qua chẳng biết gì nhiều. Nay đi một chuyến mà thật là thấy được rất nhiều điều thú vị. Ừ, đúng là ở mãi trên núi thì không thể biết được nhiều nơi, nhưng thế giới còn rộng lớn hơn con sông này nhiều. Thật vậy sao? Tôi muốn đi khắp mọi nơi, được nhìn ngắm mọi thứ. Bạn cá ơi, hãy chỉ đường cho tôi với. Bạn cứ đi xuôi theo con sông này sẽ ra được biển lớn. Trên đường đi sẽ có nhiều làng mạc và cảnh vật sinh động lắm. Và khi ra biển lớn rồi, bạn sẽ được thấy đại dương mênh mông nữa. Được, vậy thì sáng mai tôi sẽ lên đường. Dù chỉ một lần, tôi cũng muốn nhìn thấy mặt biển xem có đẹp như bạn nói không. Đau quá. Trời, mà mỗi lần lăn đi như thế này, mình lại bị dở đi từng mảnh nhỏ. Thật đau đớn. Nếu cứ lăn đi thế này, mình sẽ dở vụn ra mất. Nhưng nhìn xem, dù có đau đớn và dở ra, nhưng những cảnh vật xung quanh thật sinh động và đáng giá. Chúng thật tuyệt vời. Chẳng phải lúc trước chính mình là muốn rời đi để ngắm nhìn thế giới đó sao? Giờ chỉ vì một chút đau đớn mà lại e sợ sao? Không đâu, mình sẽ đi ra biển lớn. Nào, lên đường tiếp thôi. Wow, đẹp quá. Chà chà, mình đã đi được chặng đường kha khá rồi. Đúng là tầm mắt mình đã được mở mang rất nhiều. Chỉ tiếc là mình lại bé đi. Còn lại có thế này. Cái gì kia? Cái xe kia sẽ nghiền nát mình mất. Trời ơi. Ồ, đây là mình sao? Xem này, mình đã dở dụng thành bụi và bay được trong gió. Chịu đau đớn khi xe nghiền đi qua, rồi giờ mình lại bay lên được thế này thì cũng đáng đó chứ. Nào, giờ thì phiêu lưu tiếp thôi. Cuối cùng mình cũng ra đến biển lớn rồi. Wow, xem kìa. Biển cả với những con sóng lăn tăn và thật rộng lớn. Đến cả trong mơ mình cũng chưa từng có giấc mơ đẹp đẽ như vậy. Chà, cảnh vật cũng đã ngắm đủ. Giờ mình lại bay được theo gió thỏa thích thế này thì mình phải kể cho bác cổ thụ nghe mọi chuyện mới được. Rồi sau đó mình sẽ lại đi chu du tiếp. Bác cổ thụ ơi, cháu đã trở về rồi đấy. Ai gọi mình vậy? Rõ ràng có tiếng gọi mình mà. Là cháu, là tảng đá năm xưa ở bên cạnh bác đây ạ. Ôi trời, là tảng đá cháu đó sao? Sao giờ cháu lại thành đám bụi nhỏ thế này? Bác đã bảo với cháu rồi mà cháu không nghe ư? Cháu rất vui bác ạ. Dù trải qua hành trình, cháu không còn giữ được hình dáng năm xưa, nhưng cháu đã can đảm để thực hiện được ước mơ của mình. Cháu đã theo ngọn gió để về đây kể cho bác nghe về chuyến đi của cháu đấy. Vậy là sau khi lăn đến bờ biển, tảng đá ngày nào cũng đã vỡ vụn ra thành đám bụi nhỏ. Thế nhưng nó rất hạnh phúc vì đã được ngắm nhìn thế giới. Sau khi ngắm biển lớn rồi, nó bay nhẹ trong gió, trở về bên bác cây cổ thụ, kể về những thứ đã chứng kiến, và rồi lại bay đi. Bác cổ thụ rất vui vì hòn đá đã thực hiện được ước mơ của mình. Dù không còn to lớn như xưa, nhưng nó đã biết rất nhiều thứ.